Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Ly Kim Anh lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người về một sản phẩm cực kỳ hữu ích trong mùa dịch này, đó chính là máy phun diệt khuẩn cầm tay Healthy Lifestyle. Thì loại này khá là nhỏ gọn, thì khác với các loại bình phun khử trùng bên ngoài á, thì rất là to. Thì loại này có thể sử dụng mà ngay tại nhà hoặc là cơ quan trường học đều được. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu chi tiết hơn nha. Thì có cự ly trong vòng 2m và tan xương ngay trong vòng 2 giây. Thì mọi người chú ý nha, phía bên trên này còn có một lớp đèn tia cực tím như thế này. Khi mà thì tia cực tím như thế này thì giúp hỗ trợ là diệt khuẩn rất là tốt. Và tiếp theo là nút bật tắt. Thì để hoạt động máy này hoạt động thì mình chỉ cần nhấn nút này là được tắt, rất là đơn giản đúng không ạ? Và thứ ba là nút điều chỉnh dung dịch. Thì nút điều chỉnh dung dịch nếu mà dẫn sang phải á, thì dung dịch phun ra sẽ nhỏ hơn, và ngược lại là dẫn sang trái thì dung dịch phun ra sẽ nhiều hơn. Và tiếp theo là tinh sạc tích hợp phía bên hông như thế này nè. Thì bên này thì có dung lượng của nó là 1500 đến 2600 mAh. Thì thời gian của sử dụng của nó là tầm 60 đến 80 phút á. Thì một chú ý nho nhỏ nha, khi mà mọi người sử dụng á, trong vòng 30 phút thôi thì hãy tắt máy nghỉ ngơi trong vòng 5 đến 10 phút để máy làm dịu máy đi. Điều này sẽ giúp cho máy hoạt động tốt hơn và lâu hơn đó. Và nơi cắm sạc của chiếc máy này thì nằm phía bên dưới của tay cầm, rất là tiện lợi. Và tiếp theo là bình chứa dung tích. Thì cái bình này có khoảng là 800ml, rất là tiện lợi và phù hợp cho cái chiếc máy nhỏ gọn như thế này á. Thì bên trong còn có dây lọc rơm rất là dẻo. Và chiếc máy này á, thì mọi người có thể sử dụng cho dung dịch sát khuẩn nè, hoặc là nồng độ cồn từ 70 đến 90 độ đều được á. Và bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người xem. Phạm vi xương của nó là trong vòng 2m như thế này, và tan xương ngay trong vòng 2 giây ạ. Và nếu mọi người muốn điều chỉnh cái lượng mà dung dịch phun ra như thế này á, nhỏ dần á, thì có thể dẫn sang bên phải ạ. Và lớn dần dẫn sang bên trái ạ. Và nếu mọi người quan tâm sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp trên fanpage công ty trách nhiệm hữu hạn Ly Kim Anh, hoặc là liên hệ số điện thoại phía bên dưới nhé.